phải cho em cắt nghe cho em nói luôn. Thầy mình tính đem làm chỉ là để tiết kiệm cho nhựa khỏi bán, nhưng mấy cái ít thì mình không có bán, để làm trưng ở trong phòng mình làm được trưng bày. Vậy là chủ yếu là để vật giống như vật trang trí đúng không em? Rồi tiếp. Rồi cảm ơn em. À, bữa em có đem cái chai này ra cho thầy.